Mùa hè năm 2000, 21 người giàu nhất nước Nga bước ra khỏi xe limousine chống đạn. Họ tiến vào điện Kremlin để tham dự một cuộc họp lịch sử. Trong thập kỷ trước đó, những người đàn ông này dường như đã trỗi dậy chỉ sau một đêm. Họ tích lũy khối tài sản khổng lồ trong khi nước Nga rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thông qua các thỏa thuận mờ ám, tham nhũng trắng trợn và thậm chí là cả thanh trừng đẫm máu, họ đã vươn lên nắm quyền kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Nga, đồng thời chi phối nền chính trị. Người dân của nước Nga gọi họ một cách mỉa mai là các ông trùm tài phiệt. Thế nhưng vào năm 2000, tổng thống mới đắc cử của nước Nga Vladimir Putin đã quyết tâm cho họ thấy ai mới thực sự là boss ở đây. Trong cuộc họp kín đó, người ta nói rằng ông Putin đã yêu cầu những người đàn ông quyền lực này phải khuất phục quyền lực và tránh đường cho tổng thống, và họ có thể giữ lại những biệt thự, siêu du thuyền, máy bay phản lực tư nhân, các tập đoàn giá trị hàng tỷ đô la mà trước đó chỉ vài năm còn thuộc quyền sở hữu của chính phủ Nga. Trong những năm sau đó, một vài người đã thách thức tổng thống. Có những kẻ thì lãnh ngay một suất thường trú trong nhà tù ở Siberia, hoặc là bị buộc phải lưu vong hoặc bỏ mạng không rõ nguyên nhân. Những người còn lại trung thành với ông Putin, cũng như là những ông trùm mới nổi dưới thời đại trị vì của đại đế, được cho là đã trở thành máy ATM cho tổng thống và các đồng minh. Và thực sự thì chuyện gì đã xảy ra? Khi nói với giới tài phiệt Nga là chúng ta đang nói về những kẻ thực sự có thể một tay che trời. Một ví dụ là ông trùm của Gazprom. Trong suốt thập niên 1990, Gazprom được coi như là một đế chế kinh tế trong lòng đế chế chính trị của Nga. Giữ tới 1/3 số mỏ khí đốt được phát hiện trên toàn thế giới, quyền lợi của Gazprom được bảo vệ và ủng hộ ở những nấc thang chính quyền cao nhất. Khi được nghe câu hỏi là ông sẽ làm gì nếu như Tổng thống Boris Yeltsin thất cử trong cuộc bầu cử vào năm 1996, thì ông trùm này đã thẳng thừng tuyên bố rằng dù ai lên nắm quyền thì cũng buộc phải tìm cách chung sống hòa bình với Gazprom mà thôi. Làm cách nào mà Vladimir Putin, một tổng thống chân ướt chân ráo mới lên với background chính trị ít ỏi, thế nhưng chỉ trong vài năm đã có thể kiểm soát những gã khổng lồ như thế? Vậy thì, hãy quay trở lại mốc thời gian chúng ta vừa mới đề cập, cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1996. Nhiều nguồn tin cáo buộc tiền của giới tài phiệt đứng sau chiến thắng của Boris Yeltsin trong cuộc bầu cử đó. Họ rót tiền cho đảng của Boris, cũng là đảng của ông Putin, mà ngày nay là đảng nước Nga thống nhất. Nếu không có chiến thắng này, thì Yeltsin có thể đã không bao giờ bổ nhiệm Putin làm thủ tướng của mình. Một vị trí lý tưởng để sau này, chính ông Putin đã tranh cử tổng thống. Giới tài phiệt có lẽ cũng tích cực thúc đẩy quá trình thăng tiến chính trị nhanh chóng của ông Putin. Hai người đàn ông này được cho là sử dụng các đài truyền hình và báo chí mình sở hữu để biến ông Putin từ một nhân vật vô danh thành ngôi sao đang lên trong giới chính trị. Thế nhưng ông Putin té ra lại là một chính trị gia khôn ngoan hơn họ tưởng. Khi mà chiến dịch tranh cử vào năm 2000 nóng lên, ông bắt đầu tiếp sức cho nỗi căm ghét mà người Nga dành cho giới tài phiệt. Ngay trước ngày bầu cử, khi được hỏi mình nghĩ sao về các tài phiệt, ông Putin nói rằng nếu tài phiệt là những tay thao túng cả quyền lực và tiền bạc, thì một giai cấp như thế sẽ không được phép tồn tại nữa. Thế nhưng mà sau khi lên nắm quyền thì ông Putin lại không thực sự xóa bỏ chế độ tài phiệt. Nói đúng hơn, có lẽ ông chỉ nhắm vào những cá nhân thách thức quyền lực của Tổng thống mà thôi. Đầu tiên là gã này. Nhà tài phiệt hiếm hoi gây dựng phần lớn cơ ngơi từ con số 0 thay vì chỉ nuốt gọn các ngành công nghiệp khai thác từng thuộc về chính phủ. Trở lại vào giữa những năm 1980, Gusinski là một tài xế taxi với giấc mơ đạo diễn các vở kịch ở sân khấu kịch Moscow đã tàn vỡ khi mà Liên Xô bắt đầu cho phép doanh nghiệp vào cuối những năm 1980. Gusinski đã kiếm được một khoản tiền nhỏ nhờ bán và bán vòng tay bằng đồng. Điều này rõ ràng đã gây được tiếng vang lớn đối với người tiêu dùng Nga. Vào đầu những năm 1990, ông chuyển nhượng các tòa nhà ở thị trường bất động sản đang phát triển ở Moscow và thành lập ngân hàng. Đến năm 1993 thì ông đã có đủ tiền để thành lập một tờ báo và đài truyền hình tư nhân đầu tiên của Nga là NTV. Được dung túng dưới thời của Yeltsin, NTV đã mạnh miệng chỉ trích Điện Kremlin. Thế nhưng mà đến khi NTV bắt đầu chế nhạo vị tổng thống mới đắc cử, nắm đấm sắt của ông Putin đã giáng xuống. Vào năm 2000, chính phủ cáo buộc ông chủ NTV đã đánh cắp 10 triệu đô la trong một thương vụ tư nhân hóa. Ông ta đã bị bỏ tù, sau đó phải trốn ra nước ngoài. NTV sau đó bị Gazprom mua lại. À vâng, nhắc đến Gazprom, hãy nói về những gì đã xảy ra tiếp theo sau phát ngôn ngạo mạn của ông chủ tập đoàn này. Do không nhận đủ khí đốt nên là những vị tai to mặt lớn của ngành năng lượng Nga đã phải ngồi lại cùng nhau để mà nghe nhân vật đang là số 1 của Gazprom lý giải nguyên nhân đã dẫn tới khủng hoảng. Ông ta nói vòng vo tam quốc một hồi chỉ để biện minh cho bản thân. Lúc này Tổng thống Nga kiên nhẫn ngồi nghe mọi sự, rồi thủng thẳng buông từng từ một. Tốt thôi, thế nhưng mà nếu vậy thì quân đội sẽ đảm nhận các đường ống dẫn khí đốt.
Tổng cục An ninh Liên bang FSB sẽ chiếm lĩnh các vị trí có máy nén khí, còn ban giám đốc Gazprom của các ông ấy thì sẽ được đưa vào nhà đá. Đấy, chỉ có vậy thôi, cũng đủ để khiến lão tài phiệt này lạnh toát sống lưng. Từ đó mà Gazprom tham gia tích cực hơn vào tiến trình cải thiện kinh tế Nga mà chính phủ của ông Putin đang muốn thực thi. Trong khi trấn áp những tên trùm tài phiệt, ông Putin đồng thời cũng có một đội quân tài phiệt mới nổi trở thành công cụ đắc lực cho mình. Nhóm tài phiệt tích lũy của cải và quyền lực dưới thời đại của Putin được gọi là Siloviki. Hầu hết là quân nhân hoặc là cựu sĩ quan của KGB, giống như bản thân của ông Putin. Một trong số họ là Igor Sechin, tiến sĩ kinh tế. Người ta đồn ông từng là sĩ quan của KGB ở Đông Phi vào những năm 1980. Những năm 1990, khi mà ông Putin làm trợ lý cho thị trưởng Saint Petersburg, thì Sechin là trợ lý của Putin. Sau đó ông ta giữ chức phó thủ tướng của ông Putin. Một tài liệu của Đại sứ quán Hoa Kỳ vào năm 2008 bị Wikileaks tiết lộ nói rằng Sechin mờ ám đến mức người ta nói đùa rằng anh ta có thể không thực sự tồn tại, mà đúng hơn là một loại huyền thoại đô thị, một ông kệ do Điện Kremlin bịa ra để gieo rắc nỗi sợ hãi. Một số người ở Moscow thì gọi ông ta là Dark Vader. Sechin hiện là chủ tịch và là giám đốc điều hành của Rosneft, tập đoàn lớn nhất ở Nga, sản xuất khoảng 6% lượng dầu của thế giới và sử dụng khoảng 300.000 nhân công. Trong cuốn tự truyện của mình thì ông Putin viết rằng: "Tôi có rất nhiều bạn bè, thế nhưng chỉ có một số ít người thực sự thân thiết với tôi. Họ chưa bao giờ rời xa, họ chưa bao giờ phản bội tôi và tôi cũng chưa bao giờ phản bội họ. Theo quan điểm của tôi, đó là điều quan trọng nhất." Câu nói này đưa chúng ta đến một nhóm nhỏ quan trọng khác, gồm những ông trùm chính trị, những người là bạn của ông Putin, thế nhưng không phục vụ trong quân đội, cảnh sát hoặc là bộ máy an ninh Nga. Một ví dụ điển hình là Arkady Rotenberg. Vào những năm 1960, cậu bé Rotenberg, 12 tuổi, bị cha mẹ ép đi học võ thuật. Chẳng ai ngờ, đó lại là tấm vé số độc đắc cho Rotenberg, bởi vì trong lớp judo đó, cậu ta đã gặp một chàng trai trẻ có tên là Vladimir Putin. Sau khi đắc cử tổng thống, ông Putin sáp nhập hơn 100 nhà máy rượu, tạo nên một tập đoàn nhà nước độc quyền mới. Nó kiểm soát khoảng 30% thị trường vodka của Nga. Và các bạn thử đoán xem, ai đang phụ trách tập đoàn đó nào? Chắc là ai cũng có câu trả lời rồi. Sau đó, ông ta tiến vào hội đồng quản trị của Gazprom rồi thành lập ngân hàng SMP Bank và bắt đầu mua lại các công ty xây dựng, khí đốt, vừa đường ống có thể phục vụ cho Gazprom. Truyền thông phương Tây cho rằng chính phủ đã chi hàng tỷ đô la cho Rotenberg để mà xây dựng những thứ như là đường ống, cầu đường. Những dự án đó bị đội vốn rất nhiều, có lẽ là để cắt phế cho ai đó ở Điện Kremlin. Những nguồn tin này cho rằng phần lớn số tiền chảy vào túi của các nhà tài phiệt và ông Putin, nhà tài phiệt lớn nhất trong số các tài phiệt. Tiền được cất giữ trong các tài khoản ngân hàng và tài sản nằm bên ngoài của nước Nga. Dĩ nhiên là không có bất kỳ số liệu cụ thể hay bằng chứng xác thực nào cho những cáo buộc này. Thế nhưng không thể phủ nhận thực tế là các nhà tài phiệt trung thành kiếm được rất nhiều tiền từ các hợp đồng béo bở của chính phủ. Để chuẩn bị cho Thế vận hội Sochi, chính phủ Nga đã chi tiêu rất nhiều. Và ai là người hưởng lợi nhiều nhất? Rất có thể là Rotenberg. Một hồ sơ vào năm 2017 của Arkady trên tờ The New Yorker cho thấy tổng cộng các công ty do Rotenberg kiểm soát đã nhận được các hợp đồng trị giá 7 tỷ đô la, tương đương với toàn bộ chi phí của Thế vận hội mùa đông trước đó ở Vancouver vào năm 2010. Ngay sau Olympic Sochi, Nga sáp nhập bán đảo Crimea để nối nước Nga với vùng lãnh thổ mới. Ông Putin xây dựng một cây cầu dài hơn 18 cây số vắt ngang qua eo biển. Vì đây là vùng chiến sự có nhiều thách thức về hậu cần và chính trị nên nhiều nhà thầu không muốn xây dựng cây cầu đó, trừ Arkady Rotenberg ra. Rotenberg bị Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu trừng phạt, bị tịch thu nhiều biệt thự trị giá hàng triệu đô la. Thế nhưng các biện pháp trừng phạt tỏ ra chỉ khiến nhà Rotenberg và Điện Kremlin xích lại gần nhau hơn. Giờ đây, một lần nữa phương Tây nhắm vào Rotenberg và các nhà tài phiệt khác của Nga để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Với kịch bản tương tự, thế nhưng các biện pháp cứng rắn hơn, có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Thế nhưng cho đến giờ, những biện pháp trừng phạt tỏ ra không hiệu quả cho lắm. Liệu phương Tây còn có chiêu bài gì chưa tung ra để phá vỡ mối liên hệ sâu sắc giữa ông Putin và giới tài phiệt hay không? Hãy cùng chờ đợi xem sao nhé!